Theo báo cáo của Cục Cứu nạn Cứu hộ, Bộ Tổng tham mưu Bộ Quốc phòng cho biết, đến 10 giờ sáng ngày 8 tháng 9, đã có 14 người chết và 176 người bị thương do bão Yagi. Trong đó, tại Quảng Ninh có 4 người tử vong, Hà Nội 3 người, Hải Phòng 1 người, Hải Dương 1 người, Hòa Bình 4 người, quân khu 3 1 người. Bị thương 176 người, trong đó Quảng Ninh là 157 người, Hà Nội 8 người, Hải Phòng 5 người, Hải Dương 5 người và Hòa Bình 1 người. Về tài sản, bị chìm, trôi giạt, mắc cạn, mất tích 38 phương tiện trên địa bàn ven biển tỉnh Quảng Ninh, hư hỏng, tốc mái 744 nhà, trong đó tại Quảng Ninh là 300 nhà, Bắc Giang 89 nhà, Lạng Sơn 158, Vĩnh Phúc 4 nhà, Yên Bái 49, Hải Phòng 1, Hòa Bình 57, Thái Bình 15, Hà Nam 9, Thanh Hóa 62. Hư hỏng 2 trường học, một tại Vĩnh Phúc và một tại Thái Bình. Hư hại 9.028 hecta lúa, hoa màu, trong đó tại Yên Bái là 81 hecta, Hòa Bình là 47 hecta, Thái Bình 500 hecta, Hà Nam 6.300 hecta, Hải Dương 500 hecta, Hà Nội 1.600 hecta. Hư hỏng 16 hệ thống truyền thanh tại Thái Bình.